bạn muốn mua tivi đến điện máy xanh, còn bạn muốn mua robot giá rẻ, ok hãy truy cập vào shop tiengrob.com. Tại đây robot cực kỳ giá rẻ và uy tín và chất lượng nhé anh em, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là Ni đây, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về mấy cái tem nha bạn, nhưng mà lần này thì sẽ không như là mấy cái tem phim này phim kia nữa ha, hay mấy nhóm nữa ha. Thì mình làm về cái tiến hóa nha bạn. Thì lần này là mình sẽ sử dụng Luffy nha bạn, là tiến hóa Luffy từ cái nhóm mà tiến hóa đó như mình chọn nha bạn, Luffy từ 3 sao nè. Đó, xong lên tới 4 sao luôn. Đâu rồi Luffy 4 sao đâu rồi, đây nè. Ủa đâu rồi? Đây, Luffy 4 đó bạn. Đó, xong tới Luffy 5 là Luffy gear 4 bông men đó bạn. Đó, xong lên 6 sao luôn đó, từ 3 tới 6 sao luôn các bạn. Đó. 3 4 5 6 luôn. Và mấy bạn thấy tại sao mình kêu body theo rồi đúng không? Đó. Tại mình thiếu một con nha mày, mình thiếu đó chính là bông men á, mà tại vì bông men là mình ghép 3 con lên 6 rồi nên hiện tại mình rất là thiếu bông men nha mày. Đó, còn kim cương mình phải để dành tới kỳ update sai để mình quay các bạn, nên nguy hiểm lắm. Rồi bo chỉ cần đặt đúng một con bông men, đúng lộn 8 con bông men thôi nha mày, còn mình đặt 3 con này là xong. Đó, để coi mình thủ trong Infinity đi nha. Coi trong Infinity đi tới bao xa nha. Rồi, từ từ đâu mày. Ủa quên cục ngọc nằm đây mà. Rồi chỉnh cục ngọc số 3, rồi đi thôi. Go. Để coi cái tem Luffy này đi được bao xa nha mày. Hả? Tem Luffy từ 3 4 5 sao 6 sao luôn. Luffy này mạnh nó chứ tại có 6 sao ấy bạn. Rồi đi lâu quá mình không đi chơi thử cái làng lá đó mày. Hả? Chắc chơi thử làng lá quá à, thiệt chứ. Đâu rồi Luffy đâu? Tại Luffy đánh được nguyên cái làng lá luôn hay sao các bạn ơi? Ủa làng lá nằm đâu vậy? Đây. Này phải làng lá không vậy? Ờ đúng rồi nè, cái này là nhà của Hokage nè. Vô. Đó, để coi cái tem tiến hóa này của Luffy đi trong Infinity bao xa nha mày. Thì mới vô mình vẫn đặt SK Nho để mình thủ thôi. Để cho thằng Bo đặt một mình bông men cũng thủ dư sức rồi. Mình nói thiệt chứ cái tem này chắc dành cho Luffy 6 sao các bạn ơi. Tại vì cái Luffy của con Bo nó cũng chưa có mát nữa bạn, nó chưa có level mát nữa, nên chắc này chỉ có một mình Luffy 6 sao gánh tem là cùng. Nhưng mà con Bo mới vô gánh được tí, còn cái con 3 sao với 4 sao chắc dục nha bạn, bỏ luôn cùi lắm, để không may hút đam luôn hả bạn, thấy không? Mình chơi là chơi chuẩn luôn á, không có may hút đam luôn, chuẩn đúng tem từ đầu cuối thôi. Rồi lâu quá nhìn cái làng lá này. nhìn cái làng lá này lâu quá hả bạn. Cái này mình đặt Luffy ngay đây nè, sao Luffy đặt đâu trên này là chắc quánh được tới dưới luôn rồi, ngon lắm. Map làng lá này cũng rộng phết. Rồi đợi thôi, đâu mà không có ngon bằng map tuyết nha bạn, tại map tuyết nó cong mấy bạn, cái map tuyết nó đi bẻ liên tục quá nên nhìn nó ngon hơn. Rồi giờ chắc mình sẽ skip tới cái lúc mà mình có tiền mình đặt được đầy đủ nha bạn. Piu. Rồi hiện tại là mình đã nuôi được xong tép. Chưa nuôi xong nha bạn. Mình nuôi gần đủ hết tất cả SK Nho rồi. Giờ chuẩn bị mình đặt Luffy ra nha bạn. Đó. Chuẩn bị Luffy ra trận nè. Rồi. Trời, có Luffy. Ý ơi. Bởi vậy mình nói mấy con mà ra đầu các bạn giờ nhìn lại đam nhìn chán các bạn ơi. Mấy con ra sao giờ nó quá mạnh á. Thấy không, giờ Luffy nè có 500, giờ còn có 520 đao, có 6 giây level 1 mà nhìn nó chán sao á. Mà mấy con level 1 hiện tại giờ toàn mười mấy 20.000 đao không à. Kiểu vậy. Level 1 thôi nha các bạn. Đó, giống như là cái gì à. Không tới mười mấy đâu. Mình nghĩ giống Yotaro á các bạn. Yotaro mới vô 9.900, gần 10.000 đao luôn rồi. Trời ơi, toàn quái vật không. Giờ nhìn ông nội Luffy bông men này trời ơi, lắm kìa. Đó, 520 đao 6 giây, vãi thiệt. Chán thiệt chứ. Rồi. Đâu, bây giờ là ra quái bay luôn nha mày. Quái bay chắc mình đặt Luffy đây là đẹp nữa mày. Luffy đây để mình nâng mát thử coi có đánh được tới ra sao không nha. Trời ơi. Ý, trời. Đánh từ đây mà ra sao luôn các bạn. Đúng là Luffy có khác. Nhìn đã thật sự bạn thấy không? Đó. Đây là kiểu đánh nguyên cái map luôn rồi. Chọn đánh nguyên map rồi chứ gì nữa. Đó, 5.000 năm đam liền so với 5 giây. Thu Luffy kia tí nhưng mà đam với lại tầm đánh rất là nhiều luôn á, rất rất là nhiều nha bạn.
Rồi chắc mình đặt tỏ Luffy phủ này luôn. Ai da Luffy này tiền mắc quá nha. Hơi bị mắc đó. Đó. Không cần đặt một hàng luôn nha mày, đặt dài ra luôn cũng được. Tại vì Luffy này đánh nguyên map mà. Cái chữ V thì càng xa thì nó cũng càng bự mà mày. Ủa đâu rồi, cái chữ V rồi đó, càng xa nó cũng bự ra nè. Nên càng xa càng tốt, chứ đánh gần đây chữ V cũng không nhiều đó. Cái gì vậy, cái màn hình? Ây da, ây da, ây da, ây da. Cái màn hình, trời ơi, toàn là đấm của Luffy không. Từ lưa hết. Đây, để bên này luôn nha mày. Tiền lên, tiền lên, tiền lên. Đó. Rồi, giờ bo đặt full Luffy bong men ở đây luôn đi, không để kế bên cũng được, để quyền dãy luôn cho đẹp đó, dồn đám đây luôn nhá mày, tuy không có úp đam nhưng mà chơi dồn đây luôn cho nó đẹp. Rồi ai ấy gì dướng dướng vậy à, mấy bạn thấy kỳ không nè, mấy con này là mình có thể đi xuyên nhá mày, thấy không đó, mấy con này đặt ra thì mình có thể đi xuyên nè, nhưng riêng mấy con mà Luffy này bạn thấy không, nó bị kẹt 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 lại bạn thấy không, nó bị kiểu bị kẹt kẹt lại á, này giống như cục đá đứng chặn à, do cái màn hình kìa, ui dồi. Cái màn hình này như là có văn tơ á bạn, tơ nhện tùm lum hết. Ừ ơi, cái này mới có 4 con nha, từ từ mình đặt thử 8 con coi. Coi Luffy để đóng như thế nào, mắc cười lắm nè. Rồi. Ủa đánh không tới ta. Bây giờ đặt đây thì hơi lố tí thôi, đặt giữa đi tiếp nha mày. Đây. Đó. Đó. Rồi đẹp liền. Bây giờ hơi méo méo tí, từ từ đặt sát vô tí nữa coi. Thôi kệ đi, được rồi đó, rồi hay do rồi nâng máy liền đó, để coi Luffy đánh đầy luôn cái map luôn nè mày, đặt full Luffy đây luôn nhé mày đó. Mình nhớ cái dạng bông men này cũng bốc khói lắm luôn á nha, mà mấy bạn thấy kỳ nha. Ô, cái chỗ này đặc biệt nè bạn, chỗ này đặc biệt là đối với bạn nhận ra giữa hai con Luffy nha, đối các bạn nhận ra luôn á. Hay do sao cái tiếng con Luffy này ồn quá ta. Đó, đối với bạn nhận ra luôn. Bạn thấy con bông men không? Nó không phải hình vuông nha, bạn thấy không? Con bông men này là có cơ bắp tay chân đầy đủ nè, bạn thấy chưa? Đó. Chuẩn bông men nha. Nhìn qua snack men nè bạn. Thấy chưa? Nhìn qua dạng snack men full vuông luôn. Full hình vuông luôn. Kỳ ha, bạn thấy kỳ không? Nếu mà chuẩn snack men là cũng phải cái tướng kiểu đô con nè bạn. Đó, sáu múi các kiểu mới đúng á. À, y chang cái gì trong này nữa mày, y chang cái One Piece Texting là phải chuẩn, các bạn thấy chưa, đó cái dạng phải đôi nè, mới chuẩn là Snakeman đúng không, đó này là Admin Thiên Vị, thấy không, đáng lẽ bông men của hình vuông luôn mới đúng á, tại vì bông men là tướng đô bạn không, tưng đúng đẹp luôn, vừa qua Snakeman nè, đó nguyên cục hình vuông luôn, thấy chưa, vuông từ đầu tới cuối luôn, chỉ có cái phần đầu hơi đẹp, phần đẹp phần đầu là tuyệt đẹp rồi nhá bạn, đó mắt với lại đầu là đẹp, còn như phần dưới của hình vuông đó, còn bông men thì nguyên cái người chuẩn bông men luôn nhá bạn, rất là đẹp luôn, vãi thiệt sự bữa. Rồi giờ mình nâng snack men lên nè, bông men cũng bốc khói quá trời bốc khói mà ta, sao kỳ ta, mình nhớ bông men cũng bốc khói không á chứ, đó người cũng bốc khói mà trong này snack men mày không, khói bốc từ lưa luôn, bông men cái này là khói mà, cái này nữa bạn, cái màu trắng này là khói mới đúng không, đó trong phim có màu trắng này là bốc khói nè, có Luffy này bốc khói nè, Luffy này không bốc khói bạn không, đứng nhảy mà không có khói luôn á, nhìn hai bên khác một chèo giật luôn nè, bên 520 đam nhưng bên cho bên 5522 đam. Khác nhau có một con số thôi bạn đúng không, nhưng mình bỏ cái phẩy 15 đi nha, đó bạn không, cái này 4 số bên này có 3 số à, đó cái con Luffy bông men mà có thêm một số 0 đằng sau nữa là đó ngang với Luffy Snakeman liền, ngang liền luôn á bạn. Chỉ cần thêm một con số 0 đằng sau thôi mọi chuyện sẽ khác biệt liền. Rồi đó, giờ dân tên nhận đầy màn hình rồi. Rồi full này rồi nha các bạn. Rồi giờ mình đặt tiếp Luffy đây. À, Luffy này đi. Đó. Ây da. Đó, giờ đặt Luffy time skip nha các bạn. Đây, time skip. Đó. Time skip liền. Rồi đặt full đây luôn. Thủ chúng đây hết luôn cho dễ. Ấy do cái màn hình thiệt chứ. Chặn lại quay. Để coi đi tới quay bao nhiêu nhé mày. Quay bay mình nghĩ về sao châu là thua liền à. Rồi giờ đặt tới Luffy Luffy 3 sao Luffy cùi. Đó. Đây. Đó.
Ây da, Luffy đánh tới không vậy? Đánh tới, đánh tới, đánh tới, hết hồn, tưởng đánh không tới. Thôi, đặt dãy dài lên đi nha mày. Luffy này chắc thủ hàng dài đi. Đây Luffy cái tầm ngắn quá, tầm nhỏ quá. Bang, 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 đó, đặt dài lên. Đó. Đặt dài lên hoặc đặt dài qua đây nè là đẹp nè. Đó. Rồi, đủ rồi, đẹp ơi. Full nè, full nè, full, rồi, full rồi nha bạn. Giờ nâng lên thôi. Đó. Chỗ nâng lên thành gear 2 luôn nè. Đó, cởi nón ra luôn các bạn. Cởi nón ra liền, gear 2 liền. Không biết chừng nào nó ra cái dạng Luffy xài Haki Bá Dương hả các bạn. Đó. Luffy xài Haki Bá Dương đánh AoE vòng tròn liền. Chỉ cần nháy mắt một phát là tem địch kiểu bị choáng liền các bạn. Đỉnh cao luôn á. Đó. Nguyên một con, một đống quái này bị choáng luôn, hình AoE vòng tròn. Đó, không, cái đó là mình nghĩ là skill đặc biệt nó sẽ ngon hơn nha bạn. Cái skill đặc biệt cái bên để bấm á, nó sẽ ngon hơn đó. Hao Haki của Luffy, trời ơi, chuẩn bài luôn. Đó, ra Luffy đó là chuẩn luôn. Ủa, Luffy ha, Luffy này đã có gear 2 rồi mà. Ủa, Luffy Basa đã có gear 2 rồi mà. Hình như Luffy này là chỉ có cái gì thêm là cái gì ta, Haki á bạn, thêm là có Haki thôi. Đó, đấm ra cái gì Red Toho á, Haki lửa đó. Rồi. Đó, xong. Trời ơi, khói tùm lum hết, trời ơi trời. Luffy này cũng có khói nè bạn, nhìn nè. Luffy này cũng có khói nha, mà bông, có mình bông men không có khói à. Đó, bởi vậy bông men bị được được thiên vị cái là được cái hình hình cái hình ngon các bạn. Đó, cái con nhân vật nó rất là đẹp, rất là ngon lành thấy không? Nhưng mà thua cái là không có bốc khói, không có hiệu ứng các bạn, không có ngầu bằng mấy con kia thôi. Hả? Luffy 3 sao có hiệu ứng mà. Giờ số 4 sao lên được 56 đam hơn 3 sao. Có tí vậy. Đến cũng 2 giây nè. À, tầm hơn nhiều. Rồi đó. Chuẩn rồi nha. Rồi, giờ mình sẽ đợi coi coi đi được tới quay bao nhiêu nha bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục nha. Piu. Piu, và hiện tại là mình thấy là quái bắt đầu nó đi vô nhiều lắm rồi nha bạn đó. Bắt đầu tới quay như 43 là ra quái bay là mình chuẩn bị thấy cái mùi thua rồi các bạn ơi. Rồi, giờ mà giờ bạn thấy chưa? Vô tới đây là ý cái gì vậy? Từ từ mình bật hiệu ứng lên coi coi. Giờ vô tới cái team Luffy này đánh nha bạn. Cho cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái team Luffy đánh cái gì vậy? Trời ơi, đánh không thấy gì rồi. Rồi thêm mấy ông nội bông men này nữa đấm nghe. Rồi mình chưa kịp thấy hai Luffy làm gì. À, Luffy này đấm đúng rồi các bạn ơi, Haki nè, Haki lửa nè các bạn, Red to Ho gì đó. Rồi dưới này này Luffy xài gear 2 bình thường là Bazooka các bạn ơi, đó. Trời ơi, cái gì vậy trời. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, tắt nha các bạn, tắt. Thôi dẹp. Trời ơi, đánh kìa cái màn hình. Ý do rút lại lẹ lên. Chưa thấy, rồi rút lại hình quá. Rồi tới đây là thua nha các bạn, đụng chuẩn các bạn ơi, tiểu tới quay 43 đó, tại không úp đam luôn mà. Tới đây là thua được rồi. Đó, mấy Luffy này đánh nó gọi là gãy ngứa nha các bạn. Rồi, thủ hết nổi rồi. Thua. Vậy là đi tới quay 44 nha các bạn. Ui, 44 cũng được 4 con đó chứ. Đó, giỡn hoài. Vậy là cái tem Luffy này được đi được tới quay 44 nha các bạn. Cái tem tiến hóa Luffy nè. Đó, tiến hóa 3 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao luôn. Đi tới quay 44. Rồi thôi, thì chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì các bạn có thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.